Ngày 29 tháng 9 năm 2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tim Mạch Học Việt Nam và Phân hội Sơ vữa Động Mạch Việt Nam đã tổ chức hội thảo ban cố vấn bàn luận về một chủ đề nóng hổi: béo phì và bệnh tim mạch, khoảng trống trong thực hành và kỷ nguyên mới trong điều trị y khoa. Hội thảo ban cố vấn quy tụ 20 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch, dinh dưỡng, nội tiết là giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Sơ vữa Động Mạch Việt Nam, tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa, Tổng thư ký Phân hội Sơ vữa Động Mạch Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quang Huân, nguyên giám đốc Viện Tim Mạch, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các giám đốc trung tâm, trưởng khoa đến từ các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia đình, Bệnh viện Tim Tâm Đức, v.v. Với 3 bài báo cáo về béo phì, đề cập chuyên sâu đến tác động nghiêm trọng đến tim mạch, cùng với những đóng góp ý kiến dựa trên 9 câu hỏi trong bộ câu hỏi survey được khảo sát trước đó trong hội thảo cố vấn, là tiền đề quan trọng giúp các chuyên gia, bác sĩ áp dụng vào thực tiễn lâm sàng, mang đến tương lai sáng và đầy hy vọng cho bệnh nhân tim mạch. Khi kiểm soát tốt béo phì, một yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể cứu vãn được. Béo phì bây giờ trở thành một cái đại dịch trong xã hội của chúng ta rồi. Tôi nghĩ rằng ở tất cả các bệnh viện, các bạn cũng như là những phòng mạch tư đồ vân vân đó, số lượng bệnh nhân béo phì đến với chúng ta rất là nhiều. Và việc mà kiểm soát cân nặng là giảm bớt ký đô cho người ta trở về cái mức thừa cân hay trở về mức lý tưởng, tôi nghĩ là một điều rất là khó khăn, không phải là dễ dàng đâu. Nó có rất nhiều rào cản trong đó. Trong đó có chuyện mà chúng ta có thể là thiếu những cái phương tiện để mà chúng ta có thể là hỗ trợ để giúp cho bệnh nhân trở về cái mức cân nặng bình thường của người ta. Những con số được Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quang Huân đưa ra trong hội thảo ban cố vấn rất đáng chú ý. Béo phì không ngừng gia tăng trên toàn cầu. Thống kê dự báo đến năm 2035, thế giới sẽ có khoảng 4 tỷ người mắc căn bệnh này và có liên quan mật thiết đến lối sống cũng như môi trường sống, ăn nhiều trong khi ít hoạt động thể lực. Đây là gánh nặng bệnh tật và gánh nặng kinh tế hiện hữu ở cả hiện tại và tương lai. Đặc biệt đối với trẻ em, chuyên gia cảnh báo nếu như không can thiệp thừa cân béo phì từ nhỏ, đến khi lớn tuổi, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch tăng gấp 4 đến 5 lần, bệnh mạch vành tăng gấp 10 lần và đái tháo đường tăng gấp 5 lần so với người bình thường. Sau chuỗi từ các dữ liệu trên thế giới đến Việt Nam, tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa, Tổng thư ký Phân hội Sơ vữa Động Mạch Việt Nam nhìn nhận, béo phì là đại dịch gây ra chuỗi hậu quả liên quan trực tiếp và gián tiếp đến tim mạch, từ sơ vữa động mạch suy tim, nhồi máu cơ tim, rung nhĩ đến đột quỵ, huyết khối tĩnh mạch sâu, v.v. Trong điều trị béo phì còn xây dựng dựa trên tứ trụ, bao gồm thay đổi lối sống, thuốc giảm cân, phẫu thuật và tập luyện. Đề xuất các giải pháp quản lý bệnh béo phì trong tương lai, chuyên gia nhấn mạnh cần có sự phối hợp đa chuyên khoa, xây dựng các phòng khám chuyên về quản lý béo phì với các chuyên gia được đào tạo bài bản và trang bị các phương tiện chẩn đoán thích hợp. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận vai trò của thuốc trong quản lý thừa cân béo phì. Từ khía cạnh này, chuyên gia nêu bật lên vai trò của thuốc động vật thụ thể GLP-1. Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả trong việc giảm cân, giảm biến cố tim mạch cũng như góp phần cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh. Các bài báo cáo khoa học thú vị với sự góp mặt của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm là những điểm nhấn giúp hội thảo ban cố vấn nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi. Qua đó, các chuyên gia một lần nữa nhìn nhận sự phát triển và những nỗ lực của Phân hội Sơ vữa Động Mạch Việt Nam, khẳng định vai trò trung tâm đáng tin cậy trong việc chuyển giao các kiến thức cập nhật từ thế giới đến nhân viên y tế tại nước ta. Nhờ những đóng góp quan trọng này, Phân hội Sơ vữa Động Mạch Việt Nam sẽ cùng với các thành viên khác của Hội Tim Mạch Việt Nam ngày càng thúc đẩy tạo dựng môi trường năng động, tin cậy để hội viên tham gia các hoạt động khoa học, trở thành diễn đàn uy tín để trao dồi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức cùng nhau vì một lý tưởng chung, mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân.